Rồi, Mai Vàng Đồng Tháp mến chào quý cô chú và anh chị đã xem kênh. Em cũng có đôi lời chúc cùng quý cô chú anh chị xem kênh trên cả nước một lời chúc dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý ha. Thì hôm nay em có về một số cây rầm có, chẳng hạn như là cây me chua, quán rễ, hàng quái, và tiếp theo là mấy cây nguyệt quế, lá chung, bông chùm và mấy cây hoa giấy nha quý cô chú anh chị. Rồi cũng không có chờ đợi lâu thì bữa nay mình lên cái lô cây là mã số chữ C, là C1 nha quý cô chú anh chị. Cây này anh em về chơi bonsai cực kỳ đẹp. Cây này nó sống khỏe lắm nha cô chú anh chị. Anh em yên chí chơi. Cây nhà em bán là bao sống bao ship nha. Đó, anh em thấy ha. Đó, cây nó quái cực quái luôn. Này chi nó có sẵn trơn rồi. Anh em có chốt á, em cũng đóng bầu cố gắng cẩn thận để giữ mấy cái chi để về cho anh em vô dây để đánh ha, đánh nhạo ha. Cây này là cây mã số C1 nha anh em. Cây này là cây quán rễ cực đẹp nha. Cây này là em xin nhắc lại cây me chua, đế quái. Rồi cũng không có để mất thời gian anh em lâu, thì em đo cái thông số để cho anh em tham khảo nha. Trước tiên là em đo cái hoành thân nha anh em. Em đo một hoành thân thôi. Hoành thân vị trí này là nó 15 ha. Đó, hoành thân là 15. Rồi tiếp theo là em đo cái củ nha. Và cái củ vị trí này là nó 47 nha anh em. Đó, em đo cái củ là 47. Cái chiều cao nó được lên tới cái ngọn đó nè, là nó ha lên cái ngọn nó như vậy là nó được là 51 nha anh em. 51 cái chiều cao. Rồi cây mã số C1, cây me chua quấn rễ. Cây này em giao lưu với anh chị là giá là 850.000, 850 nha. Em bao ship anh chị toàn quốc ha. Anh chị cứ chốt đúng cây đúng hình, anh chị ở nhà là có người mang cây tới nhà cho anh chị nha. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là cây mã số C2. Cây mã số C2, cây này cũng là bonsai luôn nha anh chị. Cây này củ đế nở dữ lắm. Cây này anh chị thấy ngoài nhìn phê lắm anh chị ơi. Củ chà bá củ luôn ha. Cây này là nguyệt quế ha, lá chung, bông chùm. Cây này củ đế nó nở cực kỳ luôn. À, cây rất là đẹp nha anh em. Cây nhà em bán là bao sống bao ship nha anh chị. Bữa nay cái tượng nó xịt nè, quá trời luôn. Cây này anh chị nhìn thấy ở ngoài đã lắm anh chị ơi. Củ đế nó nở ha. Đó. Nó giống như cái củ đế của cây mai vàng vậy đó anh chị. Rồi không có chờ đợi lâu, em xin đo cái thông số mã số C2 để cho anh chị tham khảo nha. C2 là hoành thân là nó được 33. Em tính 32 thôi, nó hơi non tí xíu. Cái củ đặc của nó như vậy là nó được 51 nha anh chị. Cái củ đặc là em đo như vậy ha, là 51 nha. Chiều cao như vậy là nó được là 60 anh chị ơi. Cái tán ngang nó được như vậy là 40. Rồi cây mã số C2, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá là 900.000, em bao ship cho anh chị toàn quốc nha. Cây nhà em bán là bao sống và bao ship ha. Anh chị cứ ở tại nhà thì cứ nhận đúng cây đúng hình thì có người mang cây tới nhà cho anh chị nha. Rồi xuống cây. Bỏ này cậu. Tiếp theo là cây mã số C3. Cây C3 này cũng là nguyệt quế nha anh chị. Cây này lá sắn, bông chùm. Cây này thì nó một thân một cốt nha anh chị. Chi cành nó có ha. Anh chị mau chơi. Cây nhà em bán là bao sống bao ship cho anh chị ha. Cây ra tược phà phà luôn. Cây này đế đẹp nha anh chị. Camera ghi hình rõ cái bên đế này cho cô chú anh chị tham khảo ha. Cái này nó một cốt anh chị ơi, mà nó lắc rất là đẹp nha anh chị. Đó. Rồi cây mã số C3, để em đo cái thông số để cho anh chị tham khảo ha, để giao lưu với em. Dạ cái cây này hoành thân là nó 30. Chiều cao nó được như vậy là 96 nha anh chị. Rồi cây mã số C3,
cây này em giao lưu với anh chị là giá là 700 ngàn, em bao ship cho anh chị toàn quốc nha. Anh chị ở cứ ở tại nhà, cứ chốt đúng cây đúng hình thì anh chị cứ ở tại nhà, có người mang tới nhà cho anh chị. Rồi. Rồi tiếp theo là cây mã số C4. Cây này trực lắc anh chị ơi. Cây bữa nay tượng quá trời, nó sum xê trơn ha. Cây rất là đẹp, cây mã số C4 nha anh chị. Cây nhà em bán thì nó bao sóng bao ship cho anh chị nha. Cây này nguyệt quế bông nó thơm lắm anh chị. Đó, nó lắc cũng đẹp nha cô chú anh chị. Rồi em xin đo cái thông số mã số C4 để cho anh chị tham khảo nha. Dạ hoành thân vị trí này là nó 41. Chiều cao nó được như vậy là 88. Rồi cây mã số C4. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá là 900 ngàn. Em bao ship cho anh chị toàn quốc ha, 900 ngàn. Rồi anh chị cứ ở tại nhà nhận cây. Tiếp theo là cây mã số C5 ha anh chị. Cây này đúng rồi, cậu dịnh dùm đứng vậy luôn. Im vậy, đừng chỉnh dáng, là con chỉnh rồi đó. Đó, cái dáng nó rất là đẹp ha anh chị. Cây này là cây mã số C4, cây này là sắc pháo ha. Này qua giấy sắc pháo nó chỉ có một màu thôi. Cây này em bao cho cô chú anh chị là cây đặc nha. Cây này không có cái lỗi nào hết nha cô chú anh chị. Đó. Cái này em cũng có cắt trừ hao để cho anh chị về cứ tạo dáng tạo thế lại giùm em. Cây này là cây mã số C5, cây dáng bay. Rất là đẹp nha anh chị. Rồi em xin đo cái thông số cây mã số 5 để cho anh chị tham khảo với em ha. Cây này em bao cho anh chị là cây đặc nha. Dạ hoành thân vị trí này là nó 42. Cái chiều nó bay ra được như vậy là 1m8. Rồi cây mã số C5. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá là 4 triệu. Em bao ship cho anh chị toàn quốc ha. Cây này là em bao cây đặc nha anh chị. Rồi xuống cây đi. Tiếp theo là cây mã số C6. Cây này nó có cái form anh chị chơi cái form tầng lùa nó rất là đẹp ha. Cây này cũng là sắc pháo một màu nha anh chị. Cây này chi tàn nó nhiều lắm. Cây này anh chị có chốt cây này về mau chơi nha. Đó. Cây này là cây sắc pháo một màu anh chị ơi. Cây này em bao cho anh chị là cây đặc 100% ha. Không có cái lỗi nào hết. Nó giống giống như cái rộng chữ C. Anh chị về mình chơi cái form tầng lùa là rất là ok. Rồi dịnh em đo cái thông số cái mã số C6 ha. Rồi hoành thân vị trí này là nó 35 nha anh chị. Rồi cái form mà nó lùa qua như vậy là rơi vào tầm 1m7 nha anh chị. Rồi cây mã số C6. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu 700 ngàn. Em bao ship cho anh chị toàn quốc ha. Rồi cây mã số C6 cũng là cây cuối video và cuối chương trình. Em cảm ơn cùng quý cô chú và anh chị đã thời gian qua xem kênh. Thì cô chú anh chị có yêu thích nhớ cho em một đăng ký và một like để chia sẻ cho những cái kênh em nó một ngày mà phát triển nha cô chú anh chị. Rồi em xin chào ạ.